kênh của mình là kênh Hino Vlog. Mình là Tân, chuyên viên dự án của Hino Vĩnh Thịnh, đại lý cấp 1 của Hino Motor Việt Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em về một dòng xe Hino mang tải trọng 3,5 tấn, chiều dài lọt lòng thùng là 5m2, model 2021, năm sản xuất 2021. Anh em cùng mình khám phá con xe này nhé. Đó, từ năm 2021 trở đi là dòng xe Hino 3,5 đã thay đổi toàn diện, không kể gì dòng 3,5 mà dòng xe Li 300 được nhập khẩu linh kiện từ Nhật Bản tại nhà máy Hino Motor Việt Nam. Nó đã thay đổi toàn diện hết rồi nha, từ dòng 1,9 tới dòng 5,0 của Hino. Đó, anh em thấy không? Cái điều mà anh em vừa nhìn vô là thấy sự khác biệt rõ rệt, đó là cái mặt la răng nè, cái lưới tản nhiệt đó anh em, cái lưới tản nhiệt thay đổi rõ rệt. Những đời trước á, đời 2020, 2019 đó là mặt la răng đó, cái lưới tản nhiệt nó màu đen. Còn từ năm 2021 model mới đó, anh em, là cái mặt cái lưới tản nhiệt nó là màu trắng nè anh em. Đó, bên cạnh đó thì anh em thấy nó thay đổi rõ ràng luôn. Đó, mình sẽ để cái hình ảnh những cái đời trước cho anh em xem nha. Rồi về cái cụm đèn hệ thống chiếu sáng á, thì á đèn xi nhan, đèn pha cót á là nó tích hợp cho một cụm luôn nha anh em. Đây là xi nhan nè, rồi là pha cót là nằm trong tay nó luôn. Rồi bên cạnh đó ở đây là cái đèn này là nó không có sáng nha anh em, nó chỉ để cho nó thiết kế cho nó đẹp thôi. Thì xuống phía dưới là đèn sương mù nha anh em. Đèn sương mù thì mình nói tóm gọn lại một câu là chiếu phá sương. Cái đèn này thì anh em chạy cung đường mà Tây Nguyên á, Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Pleiku, Kon Tum á thì nó phá sương. Phá sương hơi bị chuẩn đó nha anh em. Đó, thì là những cái điểm nổi bật trên con xe này á, thì mình sẽ đề cập á. Thứ nhất đó là ngoại hình nè, thay đổi nè, diện mạo toàn diện nè, thay đổi toàn diện nha. Rồi cái tem 300 cái chữ Hino cũng thay đổi luôn. Và bên cạnh đó thì những cái đời trước á, thì cái hộp điều khiển ESU và EDU á, thì nó có hai hộp nha anh em. Còn từ cái model 2021 á, năm sản xuất 2021 á, thì hộp ESU với hộp EDU là nó tích hợp cho một hộp nha anh em. Thì nó nằm ở phía trong đây. Còn cái đời cũ á, là hộp ESU á, thì nó nằm ở trong cabin. Còn hộp EDU á, thì nó nằm ở phía sau bên hông cửa tài nha anh em. Thì á, lúc trước mà nó nằm ở phía sau bên hông cửa tài thì nó dễ bị bất chấp lắm. Thì nhận được đóng góp ý kiến từ nhiều anh em lái xe á, thì á, Hino đã tích hợp hai hộp thành một hộp, tiện lợi hơn, hiện đại hơn nha anh em. Thì tiếp theo là mình xin giới thiệu cho anh em á về cái phần gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu thì cũng giống như những đời trước thôi anh em, gương chiếu hậu 2 tầng nha anh em. Đó thì giúp cho anh em dễ dàng quan sát hơn nha anh em. Còn ngoài ra thì nó không có thay đổi gì hết anh em. Nhưng mà cái đời mới này á, thì anh em thấy không, cái góc chữ A nó được thiết kế nhỏ gọn hơn nha anh em, thì giúp cho anh em thấy con người mà khi nó đứng ở phía trước nè, mình dần đó mình dễ quan sát hơn nha anh em. Con xe này á, là không có gì chơi anh em, chỉ có một điểm thôi là nó không có cái đèn xi nhan tích hợp vô cửa hông á anh em. Thì cái này mình có thể độ chế là được cho anh em, thì mình có nhận độ chế cho anh em cái giá cực kỳ mềm luôn nha anh em. Thì tiếp theo đó là mình xin giới thiệu cho anh em là cái lốp. Thì cái lốp cũng như những cái lốp đời trước rồi, đời 2020-2019 thôi anh em. Thì lốp Yokohama mầm 7.5-16. Thì cái lốp này là lốp không xăm nha anh em. Đó, thì bây giờ anh em mình cùng khám phá bên trong nội thất của con xe này nha. Nội xíu nữa là mình cùng tham quan cái thùng bên mình đóng nha anh em. Rồi, xin mời anh Caraman di chuyển qua hướng kia, mình đi vô trong
xin mời anh cameraman bước vào trong cabin. Đó, vừa bước vào bên trong cabin đó thì mình thấy nè, xe này cũng xe đời 2021 cũng như xe đời 20 đó, là nó có 3 chỗ ngồi nha anh em. Nó có 3 chỗ ngồi. Đó, anh em thấy không? 3 chỗ ngồi rộng rãi. Rộng rãi, thoáng mát. Thì á, cái thay đổi trên cái dòng xe này á, thì là được trang bị thêm cái kết nối Bluetooth nha anh em. Kết nối Bluetooth. Và xe này cũng được trang bị là hệ thống phanh khí xả, giúp cho anh em khi đổ đèo, đổ dốc á, khi mình bật cái tính năng này lên á, thì là cái động cơ mình nó sẽ hãm dòng tua lại. Mình không cần phải gào phanh khi mình đi trên những cung đường thả đèo, thả dốc ở trên đèo Bảo Lộc, rồi đèo Chuối, đèo Hải Vân á anh em. Nói chung là những cung đường đèo dốc thì anh em bật cái tính năng hệ thống phanh khí xả lên á, thì nó giúp cho mình là khỏi gào phanh, để từ đó mình thì như mình cũng đã nói là những thay đổi trên cái con xe này thì mình tiếp tục về cái mặt thay đổi tiếp nha anh em. Thì ở trên cái con xe này á thì là xin mời anh cameraman quay cận kề vô cái màn hình táp lô á. Thì cái màn hình táp lô á thì nó, để anh tôi mở chìa khóa anh cho anh em xem nha, thì nó vẫn như những đời trước, thì nó có dòng tua nè, thể hiện dòng tua, thể hiện số km trên giờ và odo nè, mức tiêu hao nhiên liệu nè, rồi nhiệt độ nước làm mát nè nha anh em. Thì anh em nhìn để ý cái đồng hồ, cái dòng tua nè anh em. Đó, cái dòng tua mà cái kim mà nó thể hiện như cái dòng màu đỏ là anh em biết đó, là xe anh em đang đạp ga mà nhồi ga dữ quá, từ đó là nó sẽ không có tiết kiệm nhiên liệu nha anh em. Cái dòng tua mà hợp lý là từ 2.000 3.000 là anh em thấy cái màu trắng không á, thì đó là nó tiết kiệm nhiên liệu anh em. Đó thì trên con xe này á thì xài cửa sổ chỉnh điện nha anh em. Đó, nhấn xuống là tự động, còn mình kéo lên á, lên cũng tự động luôn. Nâng hạ kính là tự động hết nha anh em. Đó, anh em thấy không? Nó hiện đại không? Hiện đại nhưng mà không có hại điện nha anh em. Xe nhập nha anh em. Rồi tiếp theo á là ở phần này là nó có mồi thuốc để mình, anh em người hút thuốc á, mình có thể mồi hút trong đây. Còn cái tẩu thuốc nữa, khi mà giao xe á, mình mới giao cho anh em nha anh em. Xe này thì được trang bị máy lạnh là theo xe nha anh em. Máy lạnh Denso nha anh em. Hai chế độ làm lạnh với chế độ sưởi nha anh em. Và được trang bị thêm là cái radio nha anh em. Thì nhìn tổng quan thì con xe này không có điều gì đáng chơi nha anh em. Thì hộp số 6 cấp nha anh em. À, anh em thay đổi trên cái con xe này là hộp số trên con xe XZU720 đời 2021, model 2021 thì nó sẽ thay đổi cái số loại so với cái hộp số trên con xe XZU720 đời cũ nha anh em. Nó thay đổi số loại để chơi, để thay đổi số loại để nó nhận biết rằng cái hộp số này là hộp số trên con xe loại đời mới. Thì nó thay đổi này là nó thay đổi cái dãy tỷ số chuyền á. Thì mình nói nôm na tóm gọn cho anh em hiểu là số 1, số 2, số 3, số hấp á thì anh em khỏe hơn. Còn số cao á thì anh em chạy nó mượt hơn, nó ngon hơn nha anh em. Và thay đổi trên con xe này nữa là anh em có thể điều chỉnh cái hệ thống chiếu sáng á, lên cao hoặc là xuống thấp. Còn nếu mà anh em muốn điều chỉnh theo cảm nhận của anh em á, hay là theo cái độ ánh sáng, cái độ chùm sáng mà khi từ trong xe mà nó chiếu ra ngoài á, thì anh em chỉnh ở đây mà không hài lòng á, thì anh em chỉnh ở trong hệ thống đèn chiếu sáng luôn. Đó thì ví dụ mà anh em nào có kinh nghiệm thì anh em tháo ra anh em chỉnh được, còn nếu không thì anh em ghé hãng mình, cho bên mình hỗ trợ chỉnh cho anh em nha anh em. Thì
Giờ những cái thay đổi trên dòng mới thì hiện tại là nó chỉ thay đổi về những cái phần này thôi. Mình tham khảo cái thùng nha anh em. Rồi xin mời anh em. Sống 1,5 ly nha anh em. Còn cái vách trước của cái thùng á là được làm phẳng nha anh em, khoảng 1,2 ly nha anh em. Thì là cái sàn này á là được làm cái được thiết kế thêm là cái gặm thoát nước và cái gặm cái máng nước và thêm có hai cái lỗ thoát nước nữa nha anh em. Đó, anh em thấy đó, thùng bên mình đóng là như thế đó anh em. Còn anh em muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với số hotline mình để bên dưới phần mô tả đó anh em. Còn anh em còn muốn trải nghiệm xe, muốn khám phá con xe này á thì anh em ghé tại số điện thoại nha. Nói ngắn vậy.